mọi người nha. Thì hiện mình đang có mặt tại công viên đầu đường Xuân Diệu của thành phố Quy Nhơn. Con đường ven biển khá là đẹp. Thì công viên này thì cũng rất là mới. Quang cảnh ở đây thì rất là thoáng mát, rất đẹp, hướng ra biển, giáp với biển này. Sau đây mình sẽ review công viên này bạn xem nha, ven biển này. Công viên này nó cũng rất là dài các bạn, người ta cũng mới hoàn tất xây dựng rồi. Đang đứng ở phía đầu trên, đầu trên công viên. Đây là cái lan can của công viên này, nó có cái hành lang ven cái bờ biển này rất là đẹp. Đây là lan can. Đứng tại đây mình có thể mình nhìn hướng ngược lại ven cái bờ biển đường Xuân Diệu đây. Trời nó hơi chói. Là bên đảo Hải Minh có cái tượng Trần Hưng Đạo. Đi dọc hành lang các bạn xem nhé. Đây ban đêm thì dạo ở đây rất là đẹp. Ở đây thì nó hơi ban đêm nó hơi lạnh. Tiết xuống đằng kia. Chiều hôm nay thì nó rất là vắng người. Trời nó cũng hơi là gió. Đây thì mùa hè thì ban đêm rất là mát và đẹp.
đã có mấy cái khách sạn rất là cao. Chung cư, cái tòa chung cư phía bên kia.